thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Là rất là tự tin. Và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. Hey. We can fly, fly through the sky. Woo. We can fly so high. Gia đình là số một. Gia đình là số một. Vậy học sao mà học trò toàn là điểm đờ mi đổ lại không vậy? Dạ. Thầy. À, học trò Đỗ Thị Nụ, học sinh của lớp thầy Phúc chủ nhiệm phải không con? Dạ. À, rồi lên đây để được phạt hả? Phải công nhận trò siêng thiệt á, tuần nào cũng chịu khó lên đây để được phạt. Đúng là thầy nào trò đó, danh sư xuất cao đồ. Tránh chỗ. Em học hành cái kiểu gì vậy? 10 câu mà làm đúng 2 câu là sao? Thầy ơi, em đã cố gắng rất là nhiều rồi. Đúng 2 câu là quá dữ rồi thầy. Thầy không thấy em cố gắng, mà thầy chỉ thấy em tối hôm qua ở nhà thầy đọc truyện tới khuya. Đâu có đâu thầy, em đọc truyện có 10 phút à. Mà lúc sau thì Minh chỉ bài cho em. Lúc đó thầy về trễ thầy đâu thấy đâu. Trời ơi, chuyện đó nữa hả? Alo. Hả? Thiệt hả? Được rồi, giữ lại cho tôi xuống liền nè. Thằng này xuống sân thuộc vào cho tôi. Lẹ. Ủa? Chị My. Minh. Tối nay qua nhà tôi chơi không? Gia đình số 1 mới ra tập mới á. Tối nay bạn đừng có rủ mình qua nhà bạn nữa. Ủa sao vậy My? Mình ghét thầy Phúc lắm. Những ai liên quan tới thầy Phúc mình cũng ghét luôn, kể cả bạn. Yumi. Hai cái đứa này suốt ngày kiếm chuyện đánh nhau là sao? Không phạt nặng là không chịu đúng không? Tại nó kiếm chuyện trước mà chú. Điểm đi. Học kỳ này hai đứa bị hạ bậc hình kiểm. Con nhắc lại với chú, tại nó kiếm chuyện với con trước, chứ con có đánh nó cái nào đâu. Con đánh vào cái mặt nó vậy đó hả? Con không hề đánh nó cái nào luôn á, tự nó lao vô cái nắm đấm của con á. Thôi đủ rồi. Chú thiệt tình, người nhà ở nhau không à, chú làm gì với con á. Im đi, để là trường học, chú cháu cái gì, biến em á, tôi phải phạt nặng hơn. Đau thầy ơi. Nín đi. Theo tôi lên phòng y tế. Chú Phúc. Chuyện gì nữa? Chú bận lắm, không có thời gian đâu. Chú mới làm gì Yumi đúng không? Chú My giận con luôn rồi kìa. Thằng này. Chú có thể nào vì con á mà chú dễ dàng với Yumi hơn tí được không? Chú nói chú đang bận lắm, suốt ngày Yumi. Chú Phúc. Thằng này. Chú làm vậy mất sao con có vợ chú Phúc? Chú. Ba con đâu, kêu xuống ăn trái cây. Dạ. Ba ơi, xuống ăn trái cây nè ba. Phúc. Dạ. Khi nào đón của Boy á, nhớ gọi cho điện thoại cho con Chi biết nha. Dạ, con ngồi chơi chút đi mẹ. Ừ. Chứ hồi sáng con gọi cho cổ rồi. Trước khi đi con gọi lại lần nữa chắc ăn. Ừ. Nội lấy cho con hộp sữa uống với nội. Nè. Dạ, con cảm ơn nội. Ừ. Cái thằng này. Kiếm chuyện con hoài rồi nội. Thôi đây nè, mỗi đứa một hộp. Quá đáng à. Dành giật đi. Mẫn nha. Con ưa ghẹo nó lắm nha. Trời ơi. Trời ơi.
hai đứa như chó với mẹ. Rồi mất cái ống hút luôn, khỏi uống luôn. Trời ơi. Chào em trai dễ thương, chào ba đẹp trai, chào mẹ đẹp gái. Ôi chào hai con thân yêu. Hôm nay là gì vui vậy trời? Dạ, hôm nay rất là vui, hôm nay con có tin vui. Anh có tin vui hả? Ừ. Làm cho anh có bầu hay gì? Con đang vui nói cái hết vui luôn trời. Con sắp có em hả ba? Đâu á? Chứ là cái gì vui nữa nghe coi. Anh mới trúng được chứng khoán. Ê, chứng khoán hả? Chứng khoán của ba hả? Không phải, của con. Nhiều anh. À thì nói chung anh lời được 101%. Là nhiêu? 10 triệu không? Ừ, 10 triệu ít quá em ơi. Nhiều bà? 20. Vâng. Trời ơi, tự hào vậy anh quá hả? Có một cái sự trùng hợp nha, hôm nay là ngày gia đình Việt Nam. Chúng cái chứng khoán ngày ngày gia đình Việt Nam cho nên phải làm gì đó cho gia đình của chúng ta thôi. Vậy thì lâu lâu được số tiền lớn, khao cả nhà một cái bữa tiệc ở nhà hàng năm sao cho con. Dễ ẹt. Thôi, nhà hàng năm sao tốt kép, ở nhà mẹ đãi cho. Đúng rồi đó, nhà hàng nó ngon mẹ đúng không? Trời đó, hai mẹ con này sao á trời. Đâu, lâu lâu con tôi nó có tiền, muốn thể hiện nó không cho thể hiện là sao? Ăn nhà hàng, con quyết định rồi, đi ăn nhà hàng. Có. Ba ơi ba, bây giờ mình có số tiền lớn rồi ba, không ấy mình bán cái nhà này đổ qua nhà bự hơn đi ba. Trời ơi, có 20 triệu mà làm quá, quỷ này. À ba, lâu lắm rồi ba không dẫn con đi nhà sách chung với ba á. Từ khi con còn bé xíu luôn á. Đi, ba sẽ dắt con đi nhà sách. Yeah. Ba. Vậy game, ba mua con đĩa game mới với lâu rồi ba con mình không chơi game chung. Không có chơi game, lớn rồi chơi game gì nữa, lo học hành đi. Dạ vậy thôi, ba mua con một chiếc mô tô mới được không? Con lớp 12 rồi, con đủ tuổi lái xe rồi. Con muốn màu gì? Con thích màu đỏ. Được, vậy thì ba dắt vô nhà sách mua chung với anh hai luôn. Ba sẽ mua cho con bộ có điều khiển nha. Chứ nghĩ sao chúng có 20 triệu rồi mua xe mô tô. Tù lao không rồi, tặng rồi. Vậy là quyết định ngày mai đi nhà hàng nha. Yeah. Lâu rồi con mới thấy nhà mình vui vậy luôn đó ba. Nhà là nơi mình cùng. Bà hả? Alo? Anh đây. Anh Phúc hả? Có Kim Chi ở nhà không? Anh đợi em xíu. Kim Chi ơi, anh Phúc gọi. Rồi, bà nói với ảnh là tôi xuống liền nha. Kim Chi nói anh đợi Kim Chi chút xíu. Cảm ơn em. Chào em nha. Ba kìa. Giỏi. Mới xíu rồi nhớ ba rồi ha. Nè anh. Thôi em lên đi, em về nha. Cô ba. Cô ba. Mẹ kêu kìa. Bo. Bye bye mẹ. Mẹ nè. Kêu kìa. Bye mẹ đi. Bye mẹ nha. Bye. Bye. Mẹ đi. Đẹp ha. Đó, ba kìa, ba mẹ đi, đúng rồi, giỏi.
Có gì vui với gì không? À, không có gì. À, mà Phúc. Dạ. Chuyện gì chị? Không có gì. Ba này bị gì vậy trời? Thần kinh đó trời. Good time. Good time. Chào anh đi. Chào anh. Hai đứa im lặng vậy. Nè, sao không lo học hành đi đọc truyện tranh hoài vậy? Cố gắng mà học đi. Chú nói với cô chủ nhiệm không truy cứu chuyện hồi sáng. Mẫn, cái thằng này bây giờ không nói chuyện với chú hả? Minh, hồi sáng con nói vì chú mà Dumi giận con hả? Hai cái đứa này ngày là ngày gì vậy trời? Bi kịch quá vậy. Hai đứa cháu cùng giận chú mình trong một ngày. Sợ quá. Thôi sợ quá. Cô Bo, con có sợ không? Con sợ giống ba không? Con sợ hả? Thôi, giờ mình ra khỏi đây nha. Không thôi người ta ăn thịt mình đó. Nha. Ê, xuống rồi. Ơi. Đi. Ai á? Ba mẹ. Cô Bo. Trời ơi, ông này lưỡi kìa. Cái gì con? Ba mẹ thay đồ nha, con mời ba mẹ đi ăn sáng. Đi ăn hả? Dạ. Được ạ. Thôi con ơi, trời ơi, lâu lâu mới kiếm được đồng tiền quý giá. Tiết kiệm đi, hà tiện hà tặng lại. Mẹ, cái gì? Lâu lâu cái gì? Tại bây giờ ảnh kiếm được tiền rồi, phải đãi nguyên một nhà một bữa lớn, đúng á. Đúng. Trời ơi, cái gì tôi nghe nói ăn sáng mà ăn ở đâu? Ăn nhà hàng có gì đâu, trời lâu lâu ăn lần mà không sao đâu. Con ơi, đi ăn sáng tôi thì ở đâu ăn cũng được, đi vô nhà hàng chi mắc lắm. Bà nói gì kỳ vậy? Con nó mời ăn sáng, à nó làm kiếm tiền được, mình phải đi ăn, đi nhà hàng phải không con? Dạ. Ở hồi nào thì ông có vô nhà hàng ăn sao mà ông háo hức quá vậy? Dạ. Bây giờ nè mọi người thèm gì nói đi, tôi nấu ăn sáng cho nhà. Không, bà nấu ăn ngán cũng chết rồi, mấy đứa nhỏ đâu con? Dạ, mấy đứa nhỏ nó đi chơi hết trơn rồi. Oh. Sáng nay thì con không đi được với mọi người nữa, con mất đi làm. Anh, một chút ăn sáng xong á, nhớ dẫn mẹ vô shop mua mấy bộ quần áo nha. Để dắt mẹ đi mua sắm luôn nha. Cho em thấy quần áo mẹ cũ hết trơn rồi đó. Trời ơi, đủ mẹ mặc được, cần gì mua sắm con ơi, tiết kiệm đi con. Bà cũng quần áo cũng không có mới lắm đâu. Vậy thì con mua cho ba luôn. Nè, nghe mẹ nói nè. Bây giờ mẹ hạnh phúc, mẹ thấy con kiếm ra tiền được là mẹ hạnh phúc nè. Mẹ hãnh diện gì con lắm. Khỏi cần gì mua cho mẹ hết ha. Nhưng mà mẹ yên tâm, con lo được hết, con mới mời mẹ. Thôi thôi, nhớ nhiều đi. Thay đồ đi, con kêu Phúc xuống canh con đó, rồi xong. Thay đồ. Phúc ơi, xuống coi con nè, ba mẹ đi với anh rồi. Dạ, em xuống liền. À, để thao nước đây vậy trời. Xém xíu nữa là... Mà tại sao để thao nước ở đây? Ủa? Ai để thao nước trước cửa phòng em vậy? Xém xíu nữa em rửa mặt rồi đó. Ở đây. Thì sáng giờ có ai lên phòng con đâu. Thôi qua giọng gì đâu, thôi đi. Đây. Ủa về cả nhà đi hết luôn hả? À. Mẹ nè, mẹ không có muốn đi mà bị ép đi. Thôi bây giờ mẹ đi nha. Rồi ở nhà của Bo nó khóc gì thì cho em uống sữa, rồi có gì không biết nữa gọi điện hỏi mẹ nha. Dạ, thì mọi người đi đi. Bye bye. Bye bye đi con, bye bye bác đi. Ê, uống đi con trai yêu quý của ba. Trời, ăn được rồi còn mua rượu uống chi vậy cho tốn kém. Ba làm uống, ba nước lọc. Không trời. Sao đâu mà.
có gì đâu mà tốn kém. Cô Trang mình nó mời cha mẹ đi ăn, trời ơi nó có tiền được mừng cho nó chứ. Mà con thấy đồ ăn gì đủ chưa ba? Đủ rồi, hồi nãy mẹ biết ăn mấy cái này ăn chơi sao no. Bởi vậy mua cơm chiên cá mặn đi ăn về no nè, mà rẻ tiền nữa chứ muốn chi tùm lum thứ vậy đi con. Bạn cơm ở nhà là chưa là đã chưa chén hay sao mà đi về hàng ăn cơm như vậy? Theo ba thì một cái lẩu. Rồi cá lẩu à? Mẹ ăn cơm chiên cá mặn đúng không? Về con kêu cơm chiên cá mặn cho mẹ, kêu cái lẩu cho ba luôn. Ê thôi thôi thôi, nếu mà kêu cái lẩu cho ba mày thì kêu một cái thôi, khỏi cơm chiên của mẹ. Ăn cái đây no rồi, đủ rồi. Ơi thì có gì đâu, mẹ muốn thèm cơm thì mẹ thèm cơm, còn ba thích ăn lẩu thì ba ăn lẩu. Nghe nói là ông á thiệt á, ông kỳ cục lắm á. Lâu lâu con nó mới kiếm được tiền, muốn ăn hết tiền của nó hay sao á. Ông có biết là nó rất là cực khổ không? Tối ngày nó ngồi trên máy vi tính nó tìm tòi nó mới tìm được kiếm được tiền. Con nữa không có biết à, tiết kiệm mà xài phung phí quá con. Phung phí cái gì cái bà này, con nó làm được tiền nó mừng quá, nó mời mình đi ăn, mình ăn nhiều cho nó vui, hiểu không? Đúng rồi, không sao, không thành vấn đề. Vô vô mẹ, vô vô. Đã rượu ngon quá ba ơi, ăn xong rồi mình đi mua sắm nha ba. Cái gì mua sắm cái gì nữa dẹp. Ăn đi cả nhà, quá ở nhà không à, trong đây nè. Thầy. Ờ con qua chơi hả? Dạ. Ủa cả nhà mình đi đâu hết rồi vậy thầy? Ờ cả nhà rủ nhau đi nhà hàng ăn sáng rồi. Đi nhà hàng ăn sáng rồi hả? Ừ. Trời ơi con đến sớm một chút nữa là con được ăn ké rồi, con đói quá. Ủa nhà mình trong tủ lạnh còn gì ăn không ạ? Ờ chú bếp coi thử đây. Dạ. Đi. Đi đi ăn sáng nha con. Đi thôi đi thôi. Nó nè. Thầy, thầy Phúc, có bánh mì vậy thầy? Ờ. Đó, của ai vậy thầy? Của thầy đó. Vậy cho con ăn nha. Ờ, nó bụng thì ăn đi. Dạ, con đói quá. Ý, có chứng nha. Thảm ăn hút út quá vậy con. Chuyện gì vậy? Ăn từ thôi, ăn từ thôi. Thảm ăn hút út quá. Từ thôi. Thầy ơi, bánh mì đây là nước giấm mà thầy ơi. Trời ơi, thầy Phúc ơi, cay quá. Ủa, mà bánh mì này dành cho mình ăn mà. Ta sao kỳ vậy? Em bỏ giấm vô đây. Chắc chắn có người muốn chơi mình rồi. Cũng may á, cũng may mình không ăn, may mình không uống á. Được. Để coi ai. Nhiều con. Dạ chịu chín ba. Trời ơi, ăn cái này chịu chín mắt dữ vậy trời. Trời đất ơi bà. Trời ơi, quán ngon mà mẹ. Bởi mày kia ít tôi ăn gì mà. Rồi 2 triệu khỏi thói nha cưng. Ê cái gì, ê Thôi lại 100 nha cưng. Con gì sáng vậy con? Con không có biết quý trọng đồng tiền, con xài phung phí quá à, phải tiết kiệm. Ta phục vụ mình nãy giờ cho có 100 ngàn mà tiếc gì trời. Con nữa kêu kì quá trời đồ ăn, tốn tiền dữ vậy không biết nữa à. Tốt gì tốt, nãy giờ bà ăn không ra không ai ăn hết trơn rồi á. Nó lỡ nó kêu rồi không ăn rồi bỏ uổng cũng tính tiền rồi, cho nên ráng ăn chứ bộ. Rồi thôi xong rồi mình đi mua sắm nha. Gì? À, ừ. Mua sắm nữa hả? Hả? Dẹp, không có mua gì hết trơn á. Long. Ừ. Con sao rồi? Con bình thường thôi. Thấy đỡ chưa? Đỡ rồi. Ủa? Cô bò đâu rồi chú? Ừ, cô bò của nhân phòng rồi. Mà con thấy đỡ chưa? Đó, con đỡ rồi. Mày tấn công á, mày tấn công á, mày tấn công á, tấn công á, thằng kia đây. Chứ chưa bắn gì mà. Bắn hả? Đòi bắn hả? Biết trò nguy hiểm không? Hả? Cái súng con bị hư rồi. Hư cái gì? Lỡ đuôi bắt người ta thì sao? Hả? Đau quá chú ơi. Đau hả? Biết đau hả? Đau hả? Đau không? Đau hả?
Êm không? Quá êm. Đẹp quá ha. Sang trọng. Thích thì lấy đi ba. Thích quá, để coi giá nhiêu. Nhiêu à? 2.8 triệu. Hả? Trời đất ơi. Làm gì vậy? Ông mua gì mắc dữ vậy? Vậy thôi đi, ta mua đâu dớ đi cho nó rẻ. Trời ơi, mua quầy dài ta tự nhiên đi mua dớ. Thôi mà ba thích thì để ba lấy. Ngày thường thì ông la mắng nhỏ, thấy nhỏ dắt đi cái mua đồ mắc mắc thì kiếm cái đôi nào mà chừng 100 trở lại thì mua. Thôi ba ơi, về cao cấp nữa đâu còn 100. Không sao đâu, giờ mua giày cho ba xong giờ mua quần áo cho mẹ nghe. Thôi không có mua gì hết, tốn tiền lắm, đi về. Bữa nay tụi con ngon quá ha. Dám cả gan chọc thầy hả? Cũng may đây là ở nhà chứ không phải ở trường. Nếu mà là ở trường, chú hạ bậc hành kiểm hai đứa rồi. Nghe chú dặn nè, từ đây về sau chú cấm sử dụng mấy cái này nghe chưa? Cấm cấm nghe chưa? Biết cái này nguy hiểm không? Lỡ bắt đuôi mắt người ta thì sao? Có phải làm khổ ba mẹ tụi con không? Hả? Hít ra đi. Thầy ơi, con xin phép con đi về trước. Ờ, vậy con về đi. Mà con ổn không? Con không sao đâu, con đi coi bói. Thầy bói nói là con sống đến 82 tuổi lận. Ờ, hy vọng là vậy. Chứ bây giờ con nói gì là chú không nghe đó. Con xin phép chú. Ờ. Hai cái đứa này, hít chưa? Hít đất. Hít đất hay là ngủ? Hít đất hay là ngủ? Hít chưa đàng hoàng? Ủa? Mẹ ơi! Cái gì vậy? Tụi con bị sao vậy hả? Hít đất đàng hoàng. Sao vậy chú? Dạ, em phạt tụi nó vì tụi nó hổn với người lớn đó chị dâu. Chị dâu có ý kiến gì không? Hai đứa nha. Không, tự nhiên thầy giáo phạt học sinh thì phụ huynh làm gì có ý kiến được. Ok, ok. Mẹ ơi, mẹ ơi. Kêu, kêu gì? Không ai cứu được tụi con đâu. Hết ra cho đàng hoàng. À, là nhiêu tiền vậy cô? Dạ 4.8 triệu anh. Trời ơi, 4.8 triệu. Cái gì dữ vậy? Bà mua cái gì cho 4.8 triệu? Thích tiền chưa? Thích tiền chưa? Nè nè. Cũng được, để lên luôn mà. Để lên luôn. Mừng nữa hả? À? Bà biết à, nhiêu đây là 4.8 triệu rồi. Thêm hai cái này nữa chắc hơn 6 triệu quá. Ông ơi ông, lâu lâu con tôi mới dắt tôi đi mua sắm. Sao ông lèm bèm quá? Mua đồ cho ông được, sao mua đồ cho tôi ông lèm bèm như vậy? Tôi khỏi mua vậy, khỏi tính tiền đi cô. Thôi 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 thôi, để con trả mà mẹ. Con trả có gì đâu trời, có nhiêu đâu. Con trả hả? Dạ. Mở miệng nó tiết kiệm dữ luôn. Hạnh Hạnh, mày thích cái áo đó. Trời đất ơi, nữa hả? Để mà mẹ vui là được. Vậy thôi, mẹ con quay trở lại cửa hàng dài cho ba đi, bà lựa thêm 4 đôi nữa đi. Nè nè, lựa chi nhiều vậy? Mang đôi một đôi đó, biết giờ mới mòn. Không, bao nhiêu, tôi phải nhiều chứ. Không. Tính gì đi cô. Rồi tính hết cho anh luôn nha. Thưa mẹ con mua gì? Trời ơi Phúc ơi Phúc, lúc này có chuyện gì mà sao? Đi được không đó? Con sao? Mẹ lúc này con sao mà tối ngày say xỉn mà vậy Phúc? Có chuyện gì hả? Trời ơi, sao ông đẹp trai vậy mà bị vợ bỏ tợ dữ vậy trời, ông lại bị tâm thần nữa chứ. Ai đưa ông vô bệnh viện đi. Trời ơi, ông tỉnh kìa, ông tỉnh kìa. Tâm thần. Đưa ông vô bệnh viện đi. Ngoài kìa. Nghe ra chứ ông tâm thần đó. Ông tỉnh rồi kìa, ông tỉnh rồi kìa. Trời ơi, ông tỉnh kìa. Ông nhìn kìa, ông nhìn kìa. Ông làm gì hết rồi. Ông làm gì vậy? Sao tôi nằm ở đây vậy? Không biết mình ở đâu luôn. Vậy bị bỏ là phải rồi. Cái gì vậy? Ai cần? Tiền ơi, tiền ơi, ơi. Xe kìa. Tiền hàng ngon. Có chiếc xe, có chiếc xe. Trời ơi, nhìn ông to dữ. Hả? Hả cái gì bà hả? Em chồng bà đó sai rượu rồi gặp ai cũng kể hết mấy chuyện của bà. Nào là bà không biết dạy con, nào là bà khó tính, kênh kiệu. Nó dám đi nói xấu tôi tùm lum như vậy hả?
Ừ, được rồi. Cảm ơn bà nhiều nha. Ủa, có gì vui với chị không? Ừ, không có gì. À, mà Phúc. Dạ. Gì gì chị? Không có gì. Ba này bị gì vậy trời? Thần kinh đó trời. Muốn chơi với chị hả cưng? Chưa có đủ trình đâu em trai. Đừng đừng. Đại ca nhớ em muốn tới thăm không được hay sao mà hỏi tới đây làm chi à? Bà ra được không đó? Được, bà yên tâm đi, bữa nay là tôi ngon lành lắm rồi. Con tôi đấu vật hả? Đúng vậy. Ông có dám cho thằng con trai ông là đấu vật với thằng con trai tôi không? Dám không? Tự tin thì tự tin chứ không lẽ con ông là vận động viên Olympic, đúng không? Nếu mà một người không phải chuyên nghiệp thì... Thôi được rồi. Cô Du Hiền, cô đã gây án và bỏ trốn. Mời cô vô đồn công an. Dạ nhưng mà em... Dạ nhưng mà anh ơi em... Anh ơi... Nhưng cậu hợp tác. Đón xem tập 94 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19h50 phút ngày 29 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Gia đình là số 1, và gia đình là số 1, và gia đình là số 1.